Sau khi chết, con người chúng ta sẽ tái sanh liền. Vậy có những người đã chết vài phút rồi sống lại thì sao ạ? Họ có tái sanh liền không? Nếu có thì tại sao họ sống lại được? Cái này nó chẳng qua là trích lâm sàng thôi. Tức là thực tế đó là họ vẫn chưa có chết. Họ vẫn chưa có chết. Có thể là một số cái biểu hiện lâm sàng như là tim ngừng đập, hoặc là cái một số cái biểu hiện của cái sự sống đó, nó tạm thời nó ngưng. Nhưng mà quý vị nên nhớ như thế này, khoa học đó, họ vẫn rất là bối rối trong cái việc là xác nhận cái dòng tâm thức. Họ không có cách chi để họ phát hiện một người là có tâm hay là không có tâm. Đấy, họ chỉ đơn giản họ phát hiện cái sống, cái điện não đồ thôi thì có, nhưng mà cái một chúng sanh nó có tâm hay không có tâm thì họ không phát hiện được. Cho nên có những trường hợp cái biểu hiện lâm sàng thì với y học thì cái biểu hiện đó thì xem như chết rồi, nhưng mà thực tế thì chúng sanh nó vẫn còn sống, tức là thân và tâm của chúng sanh đó vẫn còn. Cho nên là vài phút sau sống lại thì chẳng qua là họ chỉ bị hôn mê trong vài phút đó thôi. Và đối với Phật Pháp đó, không có chuyện một người chết đi rồi lại sống lại nha. Mà với một số người khi mà họ hấp hối như vậy đó thì sẽ có những ảo giác. Một trong số những cái ảo giác xuất hiện là do cái nghiệp của họ, nó sẽ khiến cho họ có khả năng thấy trước cái cảnh mà mình chuẩn bị tái sanh vào. Ví dụ như một người chuẩn bị tái sanh vào địa ngục, họ sẽ thấy được cái cảnh địa ngục. Một người chuẩn bị tái sanh về cõi trời, họ sẽ thấy các cảnh trời. Một người chuẩn bị tái sanh vào loài súc sanh, họ sẽ thấy chuột, thấy củi. Cho nên có một số người họ nghĩ rằng họ chết, họ đi xuống địa ngục, rồi hoặc là họ đi lên cõi trời, họ đi du lịch chỗ này chỗ kia, và sau đó là họ coi như là hoàn hồn trở lại và họ kể đủ thứ trên trời dưới đất. Thì một khả năng ở trong đó là do cái nghiệp họ chuẩn bị tái sanh vào đó, cho nên vào giờ phút cận tử họ sẽ thấy cái cảnh họ chuẩn bị đi vào, chứ nó không phải là cái chuyện họ xuất hồn rồi họ đi dạo các cái cửa địa ngục, thì nó không thể nào xảy ra. Cái thứ hai là họ có khả năng họ bị ảo giác. Ví dụ như chúng ta mơ màng á, chúng ta sẽ có những cái giấc mơ hoang đường, và nó cũng có khả năng như vậy. Nhưng mà họ nghĩ là họ chết rồi. Thậm chí nhiều người họ thấy là cái cảnh cái xác của mình đang nằm, họ cảm thấy mình bắt đầu mình ra khỏi cái xác mình rồi, và thấy là người thân bắt đầu đang khóc than này nọ kia. Có thể đó là một ảo giác. Cho nên sư luôn nói cả hai trường hợp để cho quý vị hiểu ha.